Phật tử. Tóm lại Bồ Tát trụ bất động địa này, thần lời ý nghiệp, làm các việc gì đều hay tích tập tất cả Phật Pháp. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Hiện tại tôi chỉ nói những ý chính mà Bồ Tát Bát Địa thành tựu. Bồ Tát Bát Địa tu hành pháp môn bất động địa, thần lời ý ba nghiệp của Ngài đều không liệt khỏi sự tích tập Phật Pháp mà mười phương ba đời chư Phật đã nói. Phật tử, Bồ Tát trụ địa này đắc được khéo trụ và sức tâm thâm sâu vì tất cả phiền não không hiện hành. Đắc được khéo trụ vào sức tâm thủ thắng vì không lìa khỏi đạo. Đắc được khéo trụ vào sức đại bi vì không bỏ lợi ích chúng sinh. Đắc được khéo trụ vào sức đại từ vì cứu hộ tất cả thế gian. Đắc được khéo trụ vào sức đà la ni vì chẳng quên pháp. Đắc được khéo trụ vào sức biện tài vì khéo quan sát phân biệt tất cả các pháp. Đắc được khéo trụ vào sức thần thông vì đến khắp vô biên thế giới. Đắc được khéo trụ vào sức đại nguyện vì không bỏ tất cả việc làm của Bồ Tát. Đắc được khéo trụ vào sức ba la mật vì thành tựu tất cả Phật Pháp. Đắc được sức hộ niệm của Như Lai vì trí nhất thiết chủng, nhất thiết trí hiện tiền. Bồ Tát này đắc được trí lực như vậy, hay hiện tất cả các việc làm, ở trong các việc làm chẳng có lỗi lầm. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát trụ tại địa thứ 8 do sức thâm tâm cầu Pháp của Ngài mà đắc được tâm trí bát nhã, khéo trụ nơi cao sầu, tất cả mọi phiền não chẳng hiện tiền. Đắc được khéo trụ nơi sức tâm thủ thắng là do Ngài luôn luôn không lìa khỏi sự tu đạo. Đắc được sức tâm khéo trụ nơi đại bi thương xót chúng sinh là do Ngài luôn luôn không xa bỏ chúng sinh vì tùy thời lợi ích cho chúng sinh. Đắc được sức tâm khéo trụ nơi đại từ ái vì Ngài trụ bất cứ ở đâu cũng đều thường cứu hộ tất cả chúng sinh thế gian. Đắc được sức tâm khéo trụ nơi tổng trì tất cả pháp nghĩa vì Ngài lúc nào cũng không quên các pháp. Đắc được sức biện tài khéo biện minh vô lượng tam muội vì Ngài khéo quan sát nghiên cứu phân tích tất cả các pháp thời tướng. Đắc được sức lực khéo diệu dụng tất cả thần thông vì Ngài hay hóa thân khắp hết thảy thế giới để hành Bồ Tát đạo. Đắc được sức viên mãn đại nguyện đã phát ra trong quá khứ vì Ngài không xả bỏ sự tu hạnh Bồ Tát đáng làm, tâm từ bi xả mình vì người. Đắc được sức lên bờ giác ngộ bên kia vì Ngài tinh tấn không giải đãi, viên mãn tu chứng thành tựu vô thượng pháp môn của mười phương chư Phật nói. Lại đắc được sức Như Lai hộ niệm Bồ Tát Bát Địa ở trong tâm mắt của Phật như em bé sơ sinh. Đức Phật giống như mẹ hiền, thời khắc Phật đều bảo hộ Ngài, do đó mà Ngài đắc được đủ chứ trí huệ. Trí huệ tối thượng trong tất cả trí huệ đều từ đó mà sinh ra. Vì Bồ Tát Bát Địa này chứng được quả bị bất động địa, đắc được đủ thứ trí, đủ thứ sức lực như đã nói ở trên. Bất cứ Ngài muốn làm việc gì đều tùy tâm như ý, và những gì nguyện muốn làm cũng đều thành tựu. Tất cả việc làm đầy đủ công đức, tuyệt đối không có lỗi lầm. Phật tử, trí địa Bồ Tát này gọi là bất động địa vì chẳng có ai trở ngại phá hoại được, gọi là bất thối truyền địa vì trí huệ bất thối, gọi là nan đắc địa vì tất cả thế gian không thể lường được, gọi là đồng chân địa vì lìa tất cả lỗi lầm, gọi là sinh địa vì tùy thích tự tại, gọi là thành địa vì không còn sở tác, gọi là cứu kính địa vì trí huệ quyết định, gọi là biến hóa địa vì tùy nguyện thành tựu, gọi là lực trì địa vì Ngài không thể động, gọi là vô công dụng địa vì trước đã thành tựu. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát tu chứng đến địa thứ 8 quả vị trí huệ địa, địa này gọi tên là bất động địa. Bất động nghĩa là công hạnh của Bồ Tát lúc này đã chứng được nội vô thân tâm, ngoại vô cảnh giới, trong ngoài đều hiển được cảnh giới quang minh thanh tịnh, cho nên chẳng có ai phá hoại được định lực của Ngài, nên gọi là bất động địa. Còn có tên gọi khác là bất thối chuyển địa vì chẳng có sức lực nào có thể khiến cho Ngài chuyển biến lai động, cũng không thể thối chuyển. Lúc này Bồ Tát thường ở trong định, thường ở trong huệ, chỉ biết tiến về trước không thể lùi về sau, vì trí huệ công năng có tăng mà không giảm. Lại có tên gọi là nan đắc địa vì tu chứng được quả vị địa thứ 8 chẳng phải là việc dễ dàng. Tất cả người thế gian nghĩ đều không nghĩ đến được, càng không thể nào biết được cảnh giới của Bồ Tát. Chẳng những người thế gian không thể tưởng tượng được, cho dù Bồ Tát địa thứ 7 cũng không thể nào biết được cảnh giới của Bồ Tát địa thứ 8. Trình độ pháp môn tu học và công hạnh chứng ngộ của mỗi địa đều khác nhau. Diệu dụng của trí huệ khéo léo vận dụng chẳng giống nhau,
không đạt đến trình độ tự chứng chân tu thật học, thì không thể nào thấu hiểu được cảnh giới của bậc trên. Phật pháp vi diệu thâm áo là như vậy. Trình độ học vấn của tiểu học không biết được trình độ của trung học không biết được đại học không biết được trình độ tiến sĩ, lại có tên gọi là đồng trần địa. Bồ Tát chứng được quả vị địa thứ 8 thì giống như người phản lão hoàn đồng, đắc được thiên trần của đứa trẻ phản bổn hoàn nguyên, vì ngài đã lìa khỏi lỗi lầm họa hoạn, chẳng phạm lỗi nữa, cho nên gọi là đồng trần địa, cũng gọi là đồng trần trụ. Còn có tên gọi là sinh địa, giống như sinh mạng mới sinh ra, sinh khí bừng bừng, tùy ý an tưởng, tự do tự tại, không chút miễn cưỡng, không có chút cầu thúc nào. Lại có tên gọi là thành địa, thành tựu tất cả việc đáng làm, do đó những gì cần làm đã làm xong, từ đây chỉ tiến đến quả vị Phật, cầu được trí huệ như Phật. Còn có tên gọi là cứu kính địa, công phu Bồ Tát tu hành chứng được quả vị bất động địa, có thể nói các giai đoạn viên mãn hoàn toàn không xa mấy, vì ngài đã có trí huệ phương tiện thiện xảo, có thể quyết chọn tất cả đạo lý. Còn có tên gọi là biến hóa địa, tùy theo tâm của ngài mà viên mãn nguyện của ngài thành tựu tất cả thệ nguyện mà ngài đã phát ra. Lại có tên gọi là lực trí địa, ngài có sức tín nguyện kiên cố chánh quyết, trí trì đạo nghiệp của ngài tu, ai cũng không thể dao động được ngài, biến đổi ngài được. Lại có tên gọi là vô công dụng địa, Bồ Tát chứng được quả vị địa thứ 8, công hạnh của ngài đã tròn, đạt đến cảnh giới vô không tự hành, là không trước ý. Vì quá khứ ngài đều đã tu thành tựu, như nay thì cảnh giới không tu tự tu, không chứng tự chứng. Phật tử Bồ Tát thành tựu trí huệ như vậy, nhập vào cảnh giới của Phật, công đức của Phật chiếu đến, tùy thuận oai nghi của Phật, cảnh giới của Phật hiện tiền, thường được Như Lai hộ niệm, Phạm Thích Tứ Vương Kim Cang Lực Sĩ thường theo hộ vệ, luôn không xả bỏ các đại tam muội, hay hiện vô lượng các thần khác nhau, nơi mỗi mỗi thần có đại thế lực, có quả báo đắc được thần thông tam muội tự tại, tùy nơi có thể giáo hóa chúng sinh thì thị hiện thành chánh giác. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát địa thứ 8 thành tựu trí huệ như đã nói ở trên rồi, thì nhập vào được hết thảy cảnh giới của Phật, công đức quang minh của Phật thường chiếu đến thân của ngài, tùy thuận oai nghi của Phật, cảnh giới của Phật thường hiện ra ở trước mặt ngài, lại thường được chư Phật hộ niệm, Thiên Vương Đại Phạm Thiên, Thiên Vương Trời Đế Thích, Thích Đề Hoàn Nhân mà người đời gọi là Thiên Chủ, còn có Tứ Thiên Vương và các vị hộ pháp Kim Cang Lực Sĩ vân vân, các ngài thường bảo vệ ngài, hầu hạ ngài. Bồ Tát địa thứ 8 chưa từng lìa khỏi đại định, ở trong định đắc được chánh định chánh thọ tam muội, lại hay hóa thân trăm ngàn ức hiển hiện vô lượng thân khác nhau, mỗi thân tướng ngài hóa hiện ra đều có đại thế lực, đại oai đức. Thần thông của Bồ Tát địa thứ 8 gọi là báo đắc thần thông, một khi sinh ra thì có sức đại thần thông, không cần tác ý, ngài vận dụng thần lực tam muội rất tự do tự tại phi thường, hay khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích của ngài. Bất cứ ở đâu, chỉ cần có chúng sinh giáo hóa thì ngài đến đó để giáo hóa chúng sinh, thị hiện thành Phật. Phật tử Bồ Tát này nhập vào hội đại thừa, đắc được đại thần thông, phóng đại quang minh, nhập vào cảnh giới vô ngại, biết thế giới khác biệt, thị hiện tất cả các đại công đức tùy ý tự tại, kéo hút thông đạt tiền tế hậu tế, hàng phục khắp tất cả tà ma ngoại đạo, vào sâu cảnh giới sở hành của Như Lai, nơi vô lượng cõi nước tu Bồ Tát hạnh, đắc được pháp không thối truyền, cho nên nói tên là trụ bất động địa. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát Bát Địa, do ngài tu chứng được tam muội tự tại, quả báo đắc được thần thông trí huệ vô ngại, thường hay nhập vào pháp hội đại thừa của các đại Bồ Tát, do đó đắc được đại thần thông diệu dụng, phóng đại trí huệ quang minh, vào đến bất cứ cảnh giới nào cũng chẳng bị trở ngại. Ngài biết các thứ cảnh giới khác nhau, như thế giới hình ngửa, thế giới hình úp, thế giới hình tam giác, dài vuông tròn, vân vân, đủ thứ thế giới hình. Giống như trái đất chúng ta ở là hình tròn, Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh, có lúc ngài cần thị hiện những sự nghiệp vĩ đại, lợi ích chúng sinh rộng lớn, như những việc đó ngài đều tùy tâm sở dục, tâm tưởng việc thành. Đó đều là cảnh giới của Bồ Tát. Chúng ta thường thấy được, nghe được việc đại thiện, đại ác, đó là Bồ Tát thị hiện. Bồ Tát lại thông đạt hiểu rõ việc đời quá khứ, đời vị lai và đời hiện tại, vì ngài đã thành tựu túc mạng thông,
Bồ Tát dùng chân lý và oai đức đều hàng phục khắp hết tất cả tám ma ngoại đạo. Bồ Tát vào sâu cảnh giới tu hành của chư Phật ở trong cõi nước không thể tính đếm, tu pháp môn của Bồ Tát tu, do đó mà đắc được pháp ba bất thối. Một, niệm bất thối, bất cứ gian khổ nào cũng không sợ, tuyệt đối không sinh tâm niệm thối chuyển về tiểu thừa, thủy chung là hành giả của đại thừa. Hai, hạnh bất thối, Bồ Tát tu đại thừa tất cả đều lấy tâm đại bi cứu chúng sinh làm đầu, cho nên dù hy sinh tánh mạng của mình cũng không thối chuyển. Ba, vị bất thối, tuyệt đối không thối lùi về quả vị nhị thừa. Đây là ba pháp không thối chuyển, cho nên bát địa Bồ Tát là Bồ Tát bất động địa. Phật tử Bồ Tát trụ bất động địa này rồi, dùng sức tam muội thường được hiện thấy vô lượng chư Phật, luôn không bỏ lìa thự sự cúng dường. Bồ Tát này ở trong một kiếp, mỗi mỗi thế giới, thấy vô lượng trăm vị Phật, vô lượng ngàn vị Phật, cho đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha vị Phật, cung kính, tôn trọng, thừa sự cúng dường. Tất cả vật tư sanh thầy đều dâng cúng. Ở chỗ các đức Phật đắc được pháp tạng thâm sâu của Như Lai, thọ được vô lượng pháp minh thế giới khác nhau. Nếu có vấn nạn về thế giới khác nhau, những việc như vậy chẳng có ai khuất phục được. Như vậy trải qua vô lượng trăm kiếp, vô lượng ngàn kiếp, cho đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, hết thảy căn lành càng thêm sáng tịnh. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát tu học Bồ Tát đạo chứng được quả vị địa thứ 8 rồi. Ngài nhà sức tam muội mà luôn luôn thấy được vô lượng chư Phật trong mười phương. Ngài thấy được nhiều vị Phật rồi, quyết định không bỏ qua cơ hội này, nhất định thường cẩn thận phục vụ chư Phật, thành tâm cúng dường. Vị Bồ Tát bát địa này, Ngài ở trong mỗi kiếp, trong mỗi thế giới, đều thấy được vô lượng trăm vị Phật, vô lượng ngàn vị Phật, thậm chí có thể thấy được vô lượng trăm ngàn ước na do tha nhiều vị Phật. Ngài đối với mỗi vị Phật đều cung kính, chân tâm thành ý, tôn trọng. Chẳng có việc gì, chẳng có lúc nào mà Ngài chẳng cẩn thận thừa sự cúng dường. Vật chất dùng hàng ngày thầy đều dâng cúng lên chư Phật. Ở trong đạo tràng pháp hội của chư Phật, Ngài chuyên tâm học tập, đắc được pháp tạng thâm sâu vi diệu, tiếp thọ được vô lượng Phật pháp và trí huệ quang minh của mỗi thế giới. Giả sử có người đến thỉnh giáo về vấn đề thế giới khác nhau và nhiều vấn nạn không dễ dàng trả lời, Ngài đều vì họ trả lời rất rõ ràng, tuyệt đối chẳng bị người khuất phục. Như vậy trải qua vô lượng trăm kiếp, vô lượng ngàn kiếp thời gian, thậm chí trải qua vô lượng trăm ngàn ước na do tha thời gian không thể tính biết được, căn lành thiện hạnh công đức của Bồ Tát tu hành tích tụ càng ngày càng sáng rỡ, thanh tịnh sâu dày, ví như vàng thật đem làm mão báu đặt trên đầu thánh vương cõi Diêm Phủ Đề, thì các thứ đồ trang nghiêm của tất cả thần dân chẳng có ai bằng được. Cảnh giới của Bồ Tát bát địa đó có thể ví như đem vàng thật làm mũ báu đội trên đỉnh đầu của vua chuyển luân thánh vương cõi Diêm Phủ Đề, thì hết thảy các thứ đồ danh quý trang sức của nhân dân toàn quốc và đại thần bá quan chẳng có gì quý bằng mũ báu đó. Hết thảy căn lành của bậc Bồ Tát này cũng lại như vậy. Tất cả hàng nhị thừa cho đến hết thảy căn lành của Bồ Tát thất địa chẳng có ai bằng được. Dùng đại trí quang minh trụ ở địa này, diệt trừ khắp phiền não đen tối của chúng sinh. Vì khéo hay khai triển trí huệ môn, hết thảy căn lành của Bồ Tát bát địa cũng giống như mũ báu. Các bậc thánh, thành văn duyên giác nhị thừa và Bồ Tát thất địa, căn lành của các ngài chẳng có ai bằng được Bồ Tát bát địa. Vì đại trí huệ quang minh của Bồ Tát bát địa có thể diệt trừ khắp phiền não đen tối của tất cả chúng sinh, vì có thể khai mở cửa trí huệ của tất cả chúng sinh. Phật tử ví như Đại Phạm Thiên Vương chủ ngàn thế giới, có thể khắp vận tâm từ, khắp phóng đại quang minh đầy khắp ngàn thế giới. Bồ Tát địa này cũng lại như thế, có thể phóng ra quang minh chiếu đến trăm vạn cõi Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới, khiến cho chúng sinh diệt lửa phiền não mà được mát mẻ. Bồ Tát Kim Cang Tạng này gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, ví như bậc lãnh đạo 3.000 đại thiên thế giới, hoặc thiên vương của Đại Phạm Thiên, họ đều có thể khắp vận tâm đại từ bi, khắp phóng ra đại quang minh, chiếu sáng trăm vạn cõi Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới, khiến cho chúng sinh ở trong những thế giới đó, diệt trừ lửa phiền não mà đắc được pháp môn Ba La Mật, thân tâm mát mẻ. Trong 10 Ba La Mật, Bồ Tát này thiên nhiều về nguyện Ba La Mật, còn các Ba La Mật kia chỉ tùy sức tùy phần mà tu hành. Đây gọi là lược nói về bất động địa thứ 8 của các đại Bồ Tát,
Nếu nói rộng ra thì trải qua vô lượng kiếp cũng không thể nói hết được. Bồ Tát Bát Địa trong 10 pháp môn Bà La Mật, Ngài chú trọng về tu nguyện Bà La Mật. Còn 9 pháp môn Bà La Mật kia thì chẳng phải không tu, mà là chỉ tùy sức lực của mình và căn cơ mà thôi. Ở trên là lược nói về quá trình tu hành của Bồ Tát Bất Động Địa thứ 8. Nếu muốn nói tỉ mỉ thì dù trải qua vô lượng kiếp cũng nói không hết được. Phật tử Đại Bồ Tát trụ điện này phần nhiều làm Đại Phạm Thiên Vương, chủ ngàn thế giới, tối thắng tự tại, theo nói các nghĩa hay ban cho thành văn Bích Chi Phật, các Bồ Tát Đạo Bà La Mật. Nếu có ai vấn nạn về thế giới khác biệt, không thể nào khuất phục được, bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự, tất cả các việc làm như vậy đều không lìa khỏi niệm Phật, cho đến không lìa khỏi niệm nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Khi Đại Bồ Tát trụ tại Bất Động Địa thứ 8, đại đa số đều thị hiện làm Thiên Vương Đại Phạm Thiên, thống lãnh ngàn thế giới, giáo hóa chúng sinh rất là tối thắng tự tại. Ngài còn khéo triển dương Phật Pháp chân nghĩa của chư Phật, cũng hay ban cho hàng thanh văn Bích Chi Phật và các vị Bồ Tát Đạo Ba La Mật vô thượng mà các Bồ Tát tu hành, pháp môn thành Phật đến bờ kia. Nếu như có người đến hỏi Ngài về vấn đề thế giới khác biệt và đủ thứ các vấn đề khác thì Ngài đều trả lời trôi chảy, tuyệt đối không bị khuất phục. Bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự, bốn pháp nhiếp dùng để độ chúng sinh, Ngài đều khéo léo vận dụng về phương tiện độ hóa chúng sinh. Những hạnh nghiệp mà Ngài làm đều không lìa khỏi niệm Phật Pháp Tăng Tam Bảo, cho đến chưa bao giờ lìa khỏi niệm nhất thiết chủng trí của Phật và đại trí huệ trong nhất thiết trí. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ ở trong tất cả chúng sinh là thượng thủ, là thắng, cho đến vì là bậc y trì của nhất thiết trí. Bồ Tát này nếu do phát khởi sức đại tinh tấn, thì trong khoảng một niệm đã được tam muội nhiều như số hạt bụi trong vạn 3.000 đại thiền thế giới, cho đến thị hiện các Bồ Tát làm quyến thuộc nhiều như số hạt bụi trong vạn 3.000 đại thiền thế giới. Bồ Tát Bát Địa, Ngài lại nghĩ như vậy. Tôi phải ở trong tất cả chúng sinh làm thượng thủ của họ, làm người lãnh đạo đặc biệt, cậu phải làm bậc sư biểu có trí huệ. Nếu Bồ Tát tinh tấn hướng về trước thì có thể ở trong khoảng một niệm thành tựu tam muội chánh định chánh thọ nhiều như số hạt bụi trăm vạn 3.000 đại thiền thế giới, đồng thời có thể thị hiện các Bồ Tát làm quyến thuộc nhiều như số hạt bụi trăm vạn 3.000 đại thiền thế giới. Nếu dùng nguyện lực thù thắng của Bồ Tát tự tại thị hiện thì hơn số trên đây cho đến trăm ngàn ước na do tha kiếp không thể đếm biết được. Nếu dùng sức đại nguyện lực thù thắng thuở xưa của Bồ Tát Bát Địa phát ra, thì tùy tâm tự do tự tại thị hiện những cảnh giới đó sẽ hơn số như ở trên đã nói. Dù bạn có trải qua trăm ngàn ước na do tha kiếp để tính đếm cũng không thể nào tính đếm biết được. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng, lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn nói lại nghĩa lý và cảnh giới ở trên bèn dùng kệ để nói lại. Thật địa tu trị phương tiện huệ, khéo tập trợ đạo đại nguyện lực, lại được chư Phật sở nhiếp trì vì cầu thắng trí lên bát địa. Bồ Tát tu học pháp môn thập địa, từ sơ địa phát tâm tu học định lực, đắc được khinh an và định lực, bèn sinh ra đại hoan hỷ, cho nên địa thứ nhất gọi là hoan hỷ địa. Địa thứ hai gọi là ly cấu địa, lìa khỏi tất cả tư tưởng và trần cấu nhiễm ô, lìa khỏi tham sân si ba độc, cho nên gọi là ly cấu địa. Địa thứ ba gọi là phát quang địa, vì lìa khỏi nhiễm ô trần cấu thì giống như gương sáng sạch bụi trần hiện hiện ra quang minh vốn có, cho nên gọi là phát quang địa. Địa thứ tư gọi là diệm huệ địa, có quang minh rồi thì có trí huệ quang minh giống như lửa ngọn, cho nên gọi là diệm huệ địa. Địa thứ năm gọi là nan thắng địa, định niệm huệ đầy đủ rồi thì đắc được thần thông diệu dụng, cho nên gọi là nan thắng địa. Địa thứ sáu gọi là hiện tiền địa, trí huệ thượng diệu trong trí huệ hiện tiền, cho nên gọi là hiện tiền địa. Địa thứ bảy gọi là viễn hành địa, địa này chuyên tu trị phương tiện trí huệ. Bồ Tát khéo tu tập pháp môn trợ giúp Ngài sớm thành đạo nghiệp để hoàn thành đại nguyện. Pháp môn trợ đạo có 37 thứ, tức là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 cần 5 lực, 7 bồ đề phần, 8 chánh đạo, tổng cộng là 37 phương pháp trợ giúp hoàn thành đạo nghiệp. Bồ Tát tôn chiếu theo phương pháp tu hành của Phật dạy cho nên được chư Phật nhiếp trì, vì cầu trí huệ thù thắng mà lên bất động địa thứ 8.
công đức thành tựu luân từ mẫn, trí huệ rộng lớn đồng hư không, nghe pháp hay sinh quyết định lực, tức là tịch diệt vô sinh nhẫn. Công đức của Bồ Tát địa viên mãn rồi thì phước huệ thành tựu, nhưng tâm từ bi thương xót của Ngài đối với chúng sinh luôn có tăng mà không giảm, luôn luôn như vậy. Lúc đó trí huệ của Ngài rất rộng lớn, giống như hư không bao la vạn tượng. Khi Ngài nghe đến pháp nghĩa của chư Phật nói rồi, lập tức hay sinh ra sức lực quyết định tinh tấn. Do đó, Ngài chứng đắc được đạo lý vô sinh pháp nhẫn. Chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn thọ nơi tâm. Đạo lý đó rất huyền diệu, trừu tượng, khó có thể dùng sự vật cụ thể để thuyết minh. Vô sinh pháp nhẫn là một thứ cảnh giới lý ngộ tối cao. Biết pháp tướng không sinh không khởi, không thành không hoại, không cùng tận. Lìa có bình đẳng dứt phân biệt, với các tâm hành như không trụ. Bồ Tát Bát Địa ngộ được tất cả pháp, chẳng có tướng sinh, cũng chẳng có tướng khởi, cũng chẳng có tướng thành, cũng chẳng có tướng hoại, cũng chẳng có khi nào cùng tận hoặc tướng chuyển biến. Lìa khỏi có và không là bình đẳng, cũng chẳng có sự phân biệt khác nhau, vượt qua khỏi tất cả tâm hành, giống như hư không thường trụ vô tướng. Thành tựu nhẫn này vượt hí luận, thâm sâu bất động luôn tịch diệt, tất cả thế gian chẳng biết được, tâm tướng chấp thủ thảy đều lìa. Bồ Tát thành tựu vô sinh pháp nhẫn, siêu nhiên lý trí rồi, sớm vượt qua hí luận thế tục của thế gian. Pháp này rất thâm sâu vô thượng, chẳng động mà thường tịch diệt, tất cả phàm phu trên thế gian đều không thể hiểu được. Sở dĩ Bồ Tát ngộ được là vì Ngài đã xả bỏ hết thảy tất cả những gì ở trong tâm, cho nên chẳng còn tướng tâm, cũng chẳng còn chấp trước vào tướng. Do đó chứng được đạo lý người không và pháp không. Trụ nơi địa này chẳng phân biệt, ví như tỳ kheo nhập diệt định, như mộng qua sông giác tức không, như sinh phạm thiên dứt hạ dục. Lúc này công hạnh của Bồ Tát Bát Địa đối với sự vật chẳng còn ý niệm phân biệt, Ngài chẳng còn tâm phân biệt, thì thành tựu tâm trí huệ không có phân biệt. Đây cũng giống như vị tỳ kheo đã nhập vào diệt tận định thì tất cả đều quên hết. Lại giống như ở trong mộng rớt xuống sông, vì cầu sự sống mà cố gắng tranh thủ bơi vào bờ. Do dùng sức quá mạnh nên tỉnh dậy thì đang nằm trên giường, sao lại có sự rớt xuống nước? Phàm phu thế gian truy cầu danh lợi ngày đêm lao nhọc, chẳng phải là một giấc mộng chăng? Lúc đó nếu có người khuyên họ, đời người như mộng như huyễn, sao phiền não tranh cầu làm chi? Mà người đang hăng hái truy cầu danh lợi tuyệt đối không tin những lời này. Đợi đến lúc vô thưởng đến, trăm thứ hư không thể tự chủ được, thì họ chỉ nhắm mắt xuôi tay mà đi. Huyễn mộng của đời người phá diệt rồi thì giác ngộ đã quá trễ. Lại giống như người trời sinh về cõi trời đại phạm thiên, thì họ chẳng còn dục niệm nữa. Dứt hạ dục, nghĩa là dục niệm của lục dục thiên đều chẳng còn nữa. Bốn cầu kệ này nói rõ về dục niệm của lục dục thiên. Tứ vương đao lợi dục ôm nhau, dạ ma cầm tay đâu xuất cười, hóa lạc nhìn kỹ tha tạm nhìn, đó là dục lạc của chư thiên. Tứ vương đao lợi dục ôm nhau, thiên chúng cõi tứ thiên vương và cõi trời đao lợi vẫn còn có dục niệm lưỡng tính, bất quá lưỡng tính của họ biểu thị ái với nhau thì hỗ tương ôm với nhau. Dạ ma cầm tay đâu xuất cười, lưỡng tính của trời dạ ma ái với nhau thì đó đây cầm tay, lưỡng tính của trời đâu xuất ái với nhau thì gặp mặt cười một cái. Hóa lạc nhìn kỹ tha tạm nhìn, lưỡng tính của trời hóa lạc ái với nhau thì khi nhìn mặt thì cặp mắt nhìn kỹ với nhau, mắt không nhấp nháy giống như nhập định, biểu thị lưỡng tính của cõi trời tha hóa tự tại ái với nhau, tức là khi thấy mặt chỉ nhìn thấy mặt với nhau một cái mà thôi. Đó là dục lạc của chư thiên, đó là tình hình dục niệm của sáu cõi trời dục giới. Người Tây Phương tin Thượng Đế hy vọng được sinh về trời, nhưng cõi trời chưa thoát khỏi tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sắc giới chẳng còn dục niệm nhưng vẫn còn hình sắc. Sắc giới tức là trời tứ thiền, vô sắc giới chẳng còn hình sắc. Tại tứ không xứ, dục giới thì còn dục niệm, tức là lục dục thiên. Nhờ nguyện lực xưa được Phật khuyên, khen nhẫn thù thắng quán đảnh cho, nói rằng Phật Pháp của chúng ta, nay ông chưa được phải tinh tấn. Bồ Tát Bát Địa nhờ đại nguyện lực thuở xưa Ngài phát ra cho nên được mười phương chư Phật khuyên bảo, khiến cho Ngài lại tiếp tục tiến về trước, cầu tu hành công phu sâu dày. Ngài chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi, chư Phật khen ngợi Ngài chứng được pháp môn thủ thắng cho nên ban cho Ngài quán đảnh,
thọ quả vị Pháp Vương, và còn khích lệ Ngài nói, Phật Pháp của chúng ta, mười phương chư Phật nói, hiện tại ông chưa hoàn toàn đắc được, như chư Phật chứng được, mười lực, bốn vô sở úy, 18 Pháp bất cộng. Những Pháp này ông chưa tu chứng viên mãn, cho nên ông phải dũng mãnh tinh tấn, cầu tiến hơn nữa. Tuy ông đã diệt lửa phiền não thế gian vẫn hãy hừng, phải nhớ nguyện xưa độ chúng sinh đều khiến tu nhân được giải thoát. Tuy nhiên hiện tại ông đã dập tắt được lửa phiền não, đoạn trừ được phiền não rồi, nhưng mê hoặc và vô minh dẫn dụ của thế gian, thứ lửa này vẫn hừng hực thiêu đốt. Ông phải nhớ lại tâm nguyện xưa kia đã phát ra là phải độ khắp chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, tại nhân địa đều trồng xuống hạt giống Bồ Đề, mà hướng đến con đường giải thoát chân chánh, đều được giải thoát chân chánh. Pháp tính chân thường lìa tâm niệm, nhị thừa nơi đây cũng đắc được. Đừng cho rằng đây là thế tôn, chỉ cầu thâm sâu vô ngại trí. Pháp tính chân thường, nghĩa lý này hiện tại ông đã chứng ngộ rồi. Ông cũng đã đạt đến trình độ lìa tất cả tâm niệm. Đây tức là ý nghĩa, ngôn ngữ, đạo đoạn, tâm hành, xứ diệt. Tức cũng là cảnh giới diệt tận định. Chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt. Nhẫn nại nơi tâm. Bậc Thánh Nhị Thừa cũng chứng được cảnh giới này. Cảnh giới này chẳng phải đã thành Phật. Chẳng phải vì đắc được cảnh giới tịch diệt này thì cho rằng đã chứng quả rồi, thành Phật rồi. Ông Bát Địa Bồ Tát vẫn phải khai mở vô thượng trí huệ, cầu trí huệ vô ngại của Phật. Như vậy ứng cúng của trời người cho trí huệ này khiến quán sát vô biên Phật Pháp đều thành tựu, một niệm vượt qua các hạnh trước. Nếu như ông tinh tấn tiến về trước, cầu quả vị vô thượng, thì mới đáng thọ trời người cúng dường, đắc được trí huệ thâm sâu vi diệu rồi, thì có thể quan sát lý giải mười phương ba đời chư Phật, làm thế nào mà thành tựu ba đức, một trí đức, hai đoạn đức, ba ân đức. Nhờ đó mà ông mới có thể tu học thành tựu hết hoàn toàn vô biên Phật Pháp, thì có thể ở trong một niệm vượt qua công đức tu hành và trí huệ trước kia gấp trăm ngàn vạn ức lần. Bồ Tát trụ huyền diệu trí địa, liền được sức thần thông rộng lớn, một niệm phân thân khắp mười phương như thuyền vào biển nhờ gió thổi. Bồ Tát Bát Địa trải qua số kiếp không thể tính đếm, mà nay trụ ở bất động địa không thể nghĩ bàn, trí huệ địa vi diệu. Ngài đắc được sức thần thông diệu dụng rất rộng lớn, có thể ở trong một niệm phân thân đến khắp mười phương cõi nước chư Phật. Đây cũng giống như thuyền đi vào trong biển nhờ sức gió thổi, đẩy thuyền đi nhanh gấp ngàn vạn lần. Tâm vô công dụng tùy trí lực, đều biết cõi nước thành hoại trụ, các cõi đủ thứ đều khác lạ, lớn nhỏ vô lượng đều biết được. Công năng tu hành của Bồ Tát Bát Địa đã chứng được vô công dụng đạo. Ý nghĩa vô công dụng là thần thông diệu dụng của Ngài chẳng cần tác ý mà là tự nhiên mà tu, mặc cho sức trí huệ thành tựu. Ngài đối với cõi nước thành trụ dị diệt đều biết rất rõ ràng, như cõi nước kia đang thành, cõi nước nọ đang hoại, cõi nước kia đang là thời kỳ kiếp trụ, cõi nước nọ đã vào kiếp không, Ngài đều biết rất rõ ràng. Đồng thời cũng biết các thế giới có đủ thứ các hình tướng khác nhau, có tốt có xấu. Thế giới lớn, thế giới nhỏ đều khác biệt, như những điều vừa nói ở trên, Ngài đều biết rõ ràng. 3000 thế giới, 4 đại chủng, 6 có chúng sinh thân khác biệt, cùng với các báu nhiều như bụi, dùng trí quan sát không sót thừa. 3000 đại thiên thế giới đều là đất nước gió lửa 4 đại làm thành, 6 cõi. Tức cũng là 6 pháp giới, trời người Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Chúng sinh trong 6 pháp giới này, thân tướng đều khác nhau, cùng với nơi nào có châu báu khoáng tạng, thậm chí đại địa trên thế giới có bao nhiêu hạt bụi, Ngài đều biết được. Vì Bồ Tát Bát Địa có đại trí huệ vô thượng vi diệu, Ngài dùng trí nhãn của Ngài quan sát, thì tất cả đều tự nhiên rõ ràng không sót thừa. Bồ Tát biết được tất cả thân, vì hóa chúng sinh hiện thân đồng, cõi nước vô lượng đều khác biệt, đều vì hiện hình khắp hết thảy. Vì Bồ Tát biết được thân tướng của 6 cõi chúng sinh khác nhau, tâm tính trí ngu khác nhau, Ngài vì giáo hóa những thân tướng khác nhau, chúng sinh căn tính khác nhau đó, nên phải hóa hiện giống thần hình với họ mới có thể vào được, mới có thể gần gũi, mới có thể đạt được mục đích giáo hóa. Rất nhiều kinh điển có đề cập đến Bồ Tát vì giáo hóa trời người mà hóa hiện trời người, muốn độ Atula thì thị hiện Atula, có lúc tại nhân gian, tùy theo độ đối tượng mà thị hiện. Vì độ súc sinh,
mà hiện tướng súc sinh, vì độ chúng sinh trong địa ngục mà hiện tướng tội ác, độ ngạ quỷ thì hiện tướng ngạ quỷ, cõi nước cũng vô lượng, lại biết được có bao nhiêu, to lớn cỡ nào, loại hình gì. Bồ Tát đều thể hiện khắp mọi nơi, giáo hóa chúng sinh không có sự phân biệt, không bao giờ mệt mỏi. Ví như nhật nguyệt trong hư không, trong tất cả nước đều hiện hình, chỗ nơi pháp giới không lay động, tùy tâm hiện bóng cũng như thế. Hiện tại đưa ra một ví dụ, giống như mặt trời mặt trăng ở trong hư không, chỉ cần chỗ nào có nước thì hình bóng mặt trời mặt trăng sẽ hiện ra. Tuy nhiên Bồ Tát thường ở tại đạo tràng bất động, mà Ngài vẫn tùy nơi hiện thân, trụ pháp giới không lay động. Đây là pháp thân của Bồ Tát, Ngài giáo hóa chúng sinh tùy loại hiện thân. Đây là nói Bồ Tát có trăm ngàn ước hóa thân, tùy loại hóa thân như mặt trời mặt trăng do nước mà hiện bóng. Tùy tâm họ thích đều khác nhau, trong tất cả chúng đều hiện thân, Thanh Văn Độc Giác và Bồ Tát cùng với thân Phật Thầy đều hiện. Khi Bồ Tát thị hiện các loại thân tướng khác nhau, thì trước hết Ngài đều quan sát tâm tánh của chúng sinh, biết tâm hoan hỷ của chúng sinh mà hiện thân. Bồ Tát thị hiện tất cả thân tướng chúng sinh, cũng thị hiện thân Thanh Văn, thân Độc Giác và thân tướng Đại Bồ Tát. Có lúc đáng dùng thân Phật mới độ được thì thị hiện thân Phật, thị hiện đủ thứ thân tướng, đều vì giáo hóa chúng sinh, vì chúng sinh nói pháp. Chúng sinh cõi nước nghiệp báo thân, các bậc thánh nhân trí pháp thân, hư không thần tướng đều bình đẳng, các vị chúng sinh mà thị hiện. Bồ Tát thị hiện các loại thần tướng chúng sinh, thị hiện các thứ hình tướng cõi nước, thị hiện thần tướng nghiệp báo thiện ác, lại thị hiện thần tướng thánh nhân ba thừa, Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát, thị hiện đủ thứ thần tướng trí huệ, thị hiện đủ thứ tướng pháp thân, lại thị hiện thần tướng như hư không, lại thị hiện tất cả thần tướng đều là bình đẳng. Ngài khắp vì các loại chúng sinh mà thị hiện đủ thứ thần tướng. Mười loại thánh trí khắp quán sát, lại thuận từ bi làm các nghiệp, hết thảy Phật Pháp đều thành tựu, trì giới bất động như tu di. Bồ Tát Ngài dùng mười thứ thánh diệu trí huệ, quán sát khắp các loại căn tính chúng sinh. Ngài lại y cứ tâm từ bi của mình lợi ích chúng sinh làm đủ thứ từ thiện sự nghiệp. Ở chỗ mười phương chư Phật nghe Pháp, Ngài đều tu học thành tựu, Ngài giữ gìn giới luật thành tịnh, dưỡng thành định lực như như bất động giống như núi tu di. Mười lực thành tựu chẳng lay động, tất cả chúng ma không truyền được, chư Phật hộ niệm thiền vương lễ, mật tích kim cang luôn bảo vệ. Bồ Tát Bát Địa cũng thành tựu mười thứ lực giống như Phật, đầy đủ chân chánh định lực, không thể bị bất cứ cảnh giới làm dao động. Tất cả ma chúng như thiên ma ngoại đạo cũng không thể nào lay động được tâm của Ngài, dao động được niềm tin của Ngài. Ngài được mười phương chư Phật hộ niệm, cũng được các vị thiên vương cõi trời kính lễ, cũng được kim cang mật tích, thiền lòng bát bộ, các hộ pháp thiện thần lúc nào đều bảo vệ Ngài. Điện này công đức không bờ mé, ngàn vạn ước kiếp nói không hết, lại hay cúng Phật thiện ước sáng như đồ trang nghiêm trên đỉnh vua. Bồ Tát Bát Địa tu tập công đức chẳng có bờ mé, dù có trải qua ngàn vạn ước kiếp thời gian cũng không thể nào nói hết được. Tuy nhiên Ngài đã có rất nhiều công đức như vậy, nhưng vẫn luôn luôn gần gũi mười phương chư Phật, thường cúng dường mười phương chư Phật, cho nên căn lành của Ngài càng ngày càng tăng thêm, càng ngày càng sáng rỡ. Giống như ánh sáng hạt mình trầu mũ báu trên đỉnh đầu của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Bồ Tát chủ địa thứ 8 này, hay làm chủ cõi trời Phạm Thiên, dễ nói ba thừa không cùng tận, từ quang chiếu khắp trừ các hoặc. Khi Bồ Tát tu học địa thứ 8, Ngài thường thị hiện làm thiên vương cõi trời Đại Phạm Thiên, làm chủ tể 3.000 thế giới. Thường đối với thần dân của Ngài dễ nói Phật Pháp ba thừa khác nhau, Phật thừa, Bồ Tát thừa và Nhị thừa, ba thứ pháp môn tu học khác nhau này. Ngài chuyển dương với thần dân của Ngài chưa từng gián đoạn, lại dùng tâm từ bi và trí huệ quang minh của Ngài chiếu soi khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều diệt trừ được tất cả phiền não và mê hoặc. Một niệm đắc được các tam muội, đồng số bụi trăm vạn thế giới, công hạnh đã làm cũng như thế, nguyện lực thị hiện lại hơn trên. Lúc này sự thành tựu của Bồ Tát Bát Địa có thể trong một niệm đắc được vô lượng số tam muội chánh định chánh thọ, rốt ráo có bao nhiêu, chẳng cách chi biết được, đại khái đồng với số hạt bụi trăm vạn thế giới. Ngài thành tựu căn lành công đức hành Bồ Tát Đạo giáo hóa chúng sinh cũng đồng với số hạt bụi trăm vạn thế giới. Giả sử dùng nguyện lực của Ngài đã phát ra thuở xưa tự tại thị hiện thì sẽ hơn số vừa nói ở trên.
Bồ Tát Bất Động Địa thứ 8, tôi vì các ông đã lược nói, nếu rộng nói phân biệt thứ lớp, trải qua ức kiếp không hết được. Quá trình và cảnh giới của Đại Bồ Tát Bất Động Địa thứ 8 tụ học, tuổi Bồ Tát Kiềm Càng Tạng, hiện nay đã vì các vị lược nói xong. Nếu muốn nói tỉ mỉ thứ tự thì e rằng trải qua trăm vạn ức kiếp, cũng nói không bao giờ hết được cảnh giới và tướng trạng.